Thưa quý vị, nhân dịp tham dự Đại hội đồng IPA lần thứ 44 tại Jakarta, Indonesia, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Philippines Ferdinand Martin Romualdez. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp lại và nhắc lại kỷ niệm về chuyến thăm Philippines hết sức thành công vào năm 2022 và việc Hạ viện Philippines đã thông qua nghị quyết hoan nghênh chuyến thăm. Chủ tịch Quốc hội đánh giá những bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines, nhất là tiếp xúc cấp cao, trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Philippines sớm sang thăm Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Philippines cần hợp tác để phát triển chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Việt Nam, trong đó có gạo, nguyên vật liệu xây dựng và các mặt hàng Philippines có tiềm năng và Việt Nam có nhu cầu. Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Philippines nhất trí cao với Chủ tịch Quốc hội về định hướng hợp tác. Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội, mở ra các hướng hợp tác mới cả song phương và đa phương, thúc đẩy trao đổi đoàn, hợp tác giữa lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của quốc hội, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ đa phương, tăng cường hơn nữa đoàn kết, sức mạnh và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì tiếng nói chung trong các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Chủ tịch Hạ viện Philippines khẳng định sẽ cử đoàn tham dự hội nghị.